Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm qua, ngành y tế đã phối hợp với các địa phương tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho thêm 18.468 người, nâng tổng số trường hợp được tiêm mũi 3 đến nay lên hơn 72.000 người. Theo kế hoạch, việc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 được đẩy nhanh tốc độ từ nay đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Bộ Y tế đã phân bổ cho Đà Nẵng 140.000 liều vaccine phục vụ kế hoạch tiêm. Mục tiêu của ngành y tế từ nay đến trước Tết sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho những người đã tiêm mũi 2 trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, thì đến nay, thành phố đã tiêm chủng hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó có khoảng 976.000 mũi 1 và 959.000 mũi 2.